Ủa, thầy đã tới rồi à? Chào bà, hình như bà có cho người nhà đến tìm tôi. Danh, mời vị tốt tiên tri ngồi. Tôi rất hâm mộ danh của tiên tri, nay mới được hân hạnh gặp tiên tri à. Thưa, tôi mới là người được cái hân hạnh đón quẻ cho bà. Dạ, thưa bà tuổi gì? Dạ, tuổi Thìn. Còn ông nhà tuổi Mùi, dê. Tứ số dần mẹo Thìn tỵ ngọ Mùi, canh Thìn 28 mậu Thìn năm nay Đinh Mùi. Dạ, bà đúng 40. Hai cái tuổi này hơi khắc khẩu, nên gia đạo có phần lũng củng. Dạ, đúng ạ, thầy coi tay giùm tôi coi. Dạ, theo bàn tay của bà đây thì xin lỗi, nó nặng số hường nhan, gò dễ nữ nâng cao hồng thấp, nên tình xuân còn trẻ mãi trong lòng. Đường tâm đạo có ngõ rẽ chia ba, nên số phải thay chồng đổi vợ. Dạ, chẳng giấu gì thầy, bước này lại là bước thứ hai đó thầy. Và theo bàn tay của bà đây, cung tử túc nó cũng chỉ cho thấy năm dòng bảy giống, cho nên số của bà phải sống ở trong cái cảnh con anh, con tôi và con chúng ta. Ông thầy có hay quá à, đều đã đúng lắm vậy ông thầy. Ông thầy nói tiếp đi ông thầy. Thưa bà, chẳng hay đứa con đầu lòng trai hay gái đâu vậy bà? Thì mà ông thầy hỏi chi vậy? Để coi tương lai của bà sống chết ra sao, sự nghiệp tiền tài có nắm vững cùng không. Dạ thì ông là quỷ cấp tiên tri, chắc ông thầy chưa biết là trai hay gái cái gì. Bói toán mà là phân gốc nói mò lấy chi làm chắc. Không lẽ con mình sinh ra mà bà không có biết nó trai hay gái sao? À thì phải hồi đó tôi sinh khó, nên mới lọt lòng là Hài Nhi đã chết, nên người ta mới mới nói lên. Ông làm gì thất hồn vậy thầy bói? Tôi nói bà nói láo. Vì thời xuân son trẻ của kẻ sát nhân bị đài đi cung đào, còn gói lại cho bà hòn máu mà kết tình chưa khóc tiếng ra đời. Chỉ tình cũ ngoài hải đảo giờ này hắn đã thịt đã tương phân, nhưng hồn mau vô danh hắn còn canh vương thế. Tôi là hồn tiên của người mất vợ mất con, lê mòn đôi chân mệt mỏi đi tìm chiếc lá tình của năm nào. Là ông thầy bói không quay được chuyện tương lai, nhưng lại rành về quá khứ. Xin bà hãy bình tĩnh mà nghe tôi nói chứ. Không như vậy không ông? Thưa bà, theo bàn tay của bà thì xưa kia bà yêu người ta nhiều lắm. Trời đất ơi, bà cũng toán phủi sạch nở đời cho trọn tình vẹn nghĩa, nhưng liều thuốc thời gian bao giờ cũng khắc phục được nỗi cô đơn. Da màu sắc ngoại vật bao giờ cũng đổi thay lòng nhân thế, nên mà mới bất kể chuyện sang tuyền. Theo bàn tay của bà hình như con gối đầu là gái chẳng phải trai. Còn số của bà nếu xuống âm phủ, tôi e bà bị trẻ hay nấu dầu. Ơ, quay là mà quét nhà ra rác, ra khỏi nhà tôi lập tức. Dạ, còn tiền què, muốn lấy tiền què tôi đạp cho què chứ không có tiền què, nghe không? Anh, con gái tôi nữa. Trời, sao, ê, sao kỳ vậy? Bấm, lấy chai dầu phẩm. Ủa, chai dầu nóng ơi. Yeah. Ủa, kìa cô Thủy. Thật lạ, chuyện hy hữu, không hẹn mà cả hai cô cậu cùng đến văn phòng cô số của tôi. Cô Thủy, cô cũng đến đây để coi tướng của bói nữa sao? Chỉ có kẻ thất vọng mới tin vào bói tướng, không còn cách nào để an ủi em.
Tôi với cô không có duyên muốn nợ mà đi đâu cũng gặp mặt cô hết. Kể cũng lạ, tôi đến đây mà cũng gặp mặt cô nữa. Anh đến đây để coi tuổi hôn kim danh của nên chồng nên vợ. Còn em chỉ là cái bóng mập mờ trong tâm tường. Mãi đi bắt hình ảnh đã phôi phai trong thương nhớ mong chờ. Cậu này yêu cô khác, cậu thất tình vì cô khác nên không yêu cô này. Hai người vô tình đến nhà thầy bói cùng một giờ để xem duyên nợ, xem các cô các cậu chừng nào chết thì đoán mò. Còn hỏi về tình duyên thì 100% tôi đoán không sai. Thôi cô ở đó mà coi tình duyên gia đạo, tôi về nhé. Không anh Chương, anh Chương. Nếu thầy báo rằng em không duyên nợ danh thì duyên chồng vợ không mang lắm không thì cũng tình yêu không dễ dàng tin mà quan quân. Kể từ đây đường của anh Chương, còn em chờ nắng nuông để cung tình thương. Anh ơi em không dám trách ai mà em tự trách khi em sao quá mộng mị. Anh với cô kia xin tôi giữ ý, hai người đã thề thốt bền chặt yêu đương chỉ có em. Yêu đơn phương nơi rất sầu rất thảm, em biết bài tỏ cùng ai nỗi niềm tâm sự cô đơn. Thôi em chờ anh, em đi về. Bác Tam, má của Kim về chưa bác? Đi rước con của nó rồi. Ta nói chuyện với nó gần 2 tiếng đồng hồ về mày đó. Mày phải tỏ ra đàng hoàng đứng đắn. Đàng hoàng chứ, vậy chứ bác thấy tuần sau đâu. Mày đàng hoàng lắm. Mày phải biết tâm lý đàn bà và đừng nản chí. Một nhà văn phương Tây đã nói, chinh phục được người đàn bà là không khác nào lấy kẹo ở trong bình này, lấy tới viên kẹo chót là chiếm được trái tim họ. Đó thì chính tôi đã nghe lời của bác nên có mua đồ tặng nàng đây. À, kìa kìa, Sư Minh đã về, tao lánh mặt nè, tao chúc mày thành công mày. Kìa, sao má Kim buồn? Ủa, ai làm má Kim buồn? Má Kim mà, má Kim nghĩ thế nào về sự có mặt của tôi trong nhà má Kim từ trưa tới giờ? Cậu nghĩ thế nào? Tôi nghĩ là tôi sắp hành trình vào sa mạc, biết rằng sẽ chết vì nắng vì đói, nhưng mà lòng vẫn vững tin. Tại sao lúc tôi khởi hành cậu không đắn đo suy nghĩ? Chân lý không đến nếu mình không tự tìm hiểu. Chân lý nó lại gì? Tình thương. Tình thương đối với tôi đã nguội lạnh lâu rồi. Cậu nhỏ tuổi lắm chứ gì, kinh nghiệm ở đời chưa có thể dạy lại cậu. Nhưng không thể dạy tiếng nói của con chứ. Cậu ơi, cậu còn trẻ cho nên ý nghĩ về biết làm thường mánh bao. 20 năm sống kiếp dở ngày dở tháng, đàn ông để lại nơi tôi rất nhiều kỷ niệm buồn thương. Tôi không là nhà đạo đức đi trách cứ cuộc đời khi mà xã hội chúng ta đều chấp nhận. Cậu có vẻ mặt phong trần, theo tôi thì chắc cậu là con ai và máu phát diệt. Tôi là chứng tích khổ đau còn sót lại trên mảnh đất khổ đau này. Nhắc lại quá khứ chắc cậu buồn. Buồn chứ, ai sinh ra tôi, nguồn gốc căn nguyên nào ban cho sự hiện hữu mà giờ phút này đây.
mình là trong cõi tuổi thơ cho kiếp sống bụi đời. Con trai tôi chừng như cũng chừng trai nước, cũng đầu tay vô tội, cũng do máu ai dòng chiến đài khói. Kim à, vậy chứ còn đứa con ấy ở đâu? Bây giờ nó còn dưới đã chết rồi. Tôi không nhớ rõ hình dáng của con, vì đã bỏ nó rồi từ quá lâu. Nếu nó còn chắc cũng cao và đẹp như cậu. À, cậu tên gì? Đồng bọn đi qua nó đặt tên tôi là Lai. Tại vì cậu giống Tây đó. À, má Kim nói xanh có một lần. Vậy chứ còn Kim? Con Kim nó là con của đời dòng sao thôi. Tao theo dõi mày từ lúc mày bước chân vào nhà cô Liên. Mày vô đó làm gì? Mày xúi cô Liên bỏ tao phải không? Ăn thua chi mà tôi phải nói thế. Tôi đến thăm cổ coi còn sống hay là đứa tử nữa. Anh còn nhớ tôi không? Ủa kìa Simon, trời ơi, đã mười mấy hai mươi năm mà chúng ta không gặp gỡ. Tôi tưởng là anh quên tôi rồi. Từ ngày xa cách tới nhà này, tôi nhớ tôi có vô cùng. Thôi anh đừng giả nghĩa giả nhân, vì anh mà tôi phải sống đời yếu nhớ. Hai mươi năm qua chuyện đã nguôi lạnh, bây giờ còn nhắc lại làm mà chi. Anh bán tôi vô sở đêm lấy mười ngàn, con người anh thật đáng còn đáng kinh. Còn đứa con riêng mà tôi sanh đau đẻ nặng, bây giờ nó ở nơi đâu? Cho trong cô nhi viện, sau đó tôi lấy vợ mười mấy năm không có con. Tôi có đến gặp bà Phước để xin nó ra tôi nuôi. Bà Phước cho biết nó leo tường trốn đi cách đó hai hôm. Anh cho nó ở khu nhi viện nào? Hồi đó ở Tân Định, một viện con nhi chứ mấy viện. Nó trốn hồi nào anh có hỏi kỹ không? À, nó trốn là năm 13, 14 tuổi gì đó. Trời ơi, chính nói đây mà. Mà Phương, mà dưới bụng nó có cái bóp lớn như phần trâu vậy. Phải, xin con đi nè mà Phương. Thôi là con ruột của Simon à. Nếu trời Phật không có ngó xuống thì tao làm thằng bạn già chánh phạm trong vụ án loạn luân này. Xin tôi muốn cho Ma Kim có chồng để nương tựa mai sau, nên mới sắp đặt cho một thanh niên yêu một đàn bà của tôi. Nếu không bị người đời đưa đẩy mà có một đứa con trai như thế này thì còn gì quý hơn. Cũng tại tên lưu manh này. Lưu manh nhưng không đến nỗi vô nhân đạo. Mày có biết ơn tao không? Ơn à? Má tôi ông bán cho sữa điếm cũng là ơn à. Ông hãy đi chung.